Huyền Thư Tarot xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung Theo yêu cầu có chủ đề Người tổn thương bạn bây giờ ra sao Họ có điều gì muốn nói với bạn không Đây là trả bài dành cho người cần nghe có nghĩa là những ai cảm thấy không còn muốn quan tâm đến người cũ không muốn nhắc đến họ nữa thì các bạn lướt qua nhé trả bài hôm nay không chọn tụ bài trả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn trước mặt các bạn là bốn trả bài trả bài đầu tiên là cái người mà đã cố tình làm tổn thương bạn ấy bây giờ ra sao thứ hai là lý do vì sao họ làm tổn thương bạn thứ ba là bây giờ họ đã có hạnh phúc mới chưa và thứ tư là họ có điều gì muốn nói với bạn không bây giờ chúng ta đọc từng câu hỏi một nhé Câu hỏi đầu tiên là Người cố tình tổn thương bạn bây giờ ra sao Chúng ta chú ý từ cố tình Có nghĩa là trong suy nghĩ của bạn ấy, bạn hiểu là đây là người họ cố tình để họ tổn thương các bạn chứ không phải là vô tình các bạn chú ý cái điều này nhé đó và để các bạn nghĩ xem là chúng ta có nên nghe hay không bởi vì nếu họ không cố tình họ chỉ vô tình thôi thì các bạn cũng cân nhắc nhá rồi hoặc là chỉ có giận nhau bình thường thôi thì các bạn nên cân nhắc khi nghe rồi nhìn vào trả bài thì mình thấy có một người mang năng lượng của tám kiếm Tám kiếm đại biểu cho tư duy, cho suy nghĩ, cho lời nói, cho sự thể hiện cảm xúc ấy Cũng đại biểu cho sự mắc kẹt về tâm trí Có nghĩa là họ cảm thấy có rất có nhiều điều khó nói với bạn Không biết phải nói thế nào Trong mắt của họ thì bạn là một Queen of Pentacle Không biết là bạn bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh như thế nào Nhưng mà Queen of Pentacle trong cái trả bài này Đại biểu cho một cái người mà họ vững vàng về mặt vật chất này, sự nghiệp này tâm trí này tư tưởng này tình cảm này bạn nhìn thấy Queen of pentacle bộc thể hiện một cái năng lượng của sự bình yên sự bình yên sự tự tin với lại cái thế giới của riêng mình đó nếu mà hỏi là nàng có giàu có hay không thì về vật chất thì không đo đếm được nhưng về mặt tinh thần về mặt tư tưởng về thái độ sống về chất lượng sống thì đây là một người giàu có họ hiểu cái điều đấy họ nghĩ về cái điều đó và họ thấy bạn như thế năng lượng mười xu thì khi nhìn vào mười xu thì mình có cảm giác như là họ có một lời hứa với bạn nghĩa là hai người có lời hứa với nhau thì đây lời hứa với nhau là chúng ta hãy xây dựng thành bề xu ấy hoặc là ở, họ đang ở xa hoặc là họ đi công tác hoặc là um, như thế nào đấy khi nào hoặc là đang gặp khó khăn gì đấy thì khi nào mà xong xuôi giải quyết được thì họ sẽ về một số trường hợp ở đây có thể là vợ chồng nhưng mà tự nhiên mình nhìn thấy cảnh đi làm xa cách biệt đại dương ví dụ như xuất khẩu lao động chẳng hạn nhưng mà từ khi đi xa thì tự nhiên tình cảm cứ nhạt dần và có thể là họ gây ra cái lỗi gì đó Giống như cố tình tổn thương bạn ấy Và bây giờ họ không biết nói thế nào Trong cái trường hợp là các bạn đã là vợ chồng ấy Thì bây giờ mỗi lần nghĩ đến chuyện về nhà ấy Họ cảm thấy rất là khó khăn Họ cảm thấy là họ nhìn cái năng lượng khuyên là Pentacle là cô ấy ở cô ấy toát ra một cái 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 phong thái điềm đạm đến mức mà khiến cho họ thấy nể và thấy sợ họ không biết là cô ấy có đón nhận họ nữa hay không đấy rồi nếu như mình muốn về thì mình phải mở lời như thế nào mình phải nói thế nào rồi mình về nhà thì sẽ sẽ ra sao mình thấy họ băn khoăn rất nhiều còn nếu là mối quan hệ tình yêu thì giống như bây giờ muốn gặp ấy ừ, đấy thì họ cũng cảm thấy rất băn khoăn Trước đây ấy, bạn là một bay hợp khắc Nghĩa là bạn đối với họ dù là vợ hay là người yêu Thì cũng rất là theo kiểu một cô gái yêu với tình yêu trong trẻo thuần khiết ấy đó coi người yêu là cả thế giới của mình đấy kiểu mơ mộng ấy ở thì khác với lại khuyên các bạn nhé Queen khuyên thì một người phụ nữ trưởng thành theo kiểu truyền thống ấy, truyền thống lễ nghi nhưng mà Bay thì hồn nhiên lắm nghĩa là yêu chả để ý gì hết ở ừ, chỉ coi người yêu giống như cả thế giới của mình ấy thì cái lúc đó thì khiến cho họ cảm thấy là các bạn cứ tưởng tượng là theo quy luật cân bằng ấy, thì một cái cô gái mà họ tôn thờ mình ấy họ yêu mình nhiều quá ấy, thì khiến cho mình cảm thấy đôi khi thấy giá trị của mình uh, nó nó được cô ấy đôn lên á ở thì tự nhiên cảm thấy là có thể mình sẽ gặp được những cô gái giống như cô ấy nữa mà lại không phải vượt qua khó khăn của sau kiếm ấy không phải vượt đường xa không phải vượt qua khó khăn mà vẫn được cô ấy chăm sóc yêu thương cho nên là từ cái tình yêu của cô gái này khiến cho họ đôi khi ngộ nhận hão huyền về bản thân mình và họ nghĩ rằng là có thể họ không cần phải vượt đường xa đâu nhưng có thể sẽ gặp được một cô gái mà um, theo kiểu cũng yêu như cô ấy nhưng ở gần thậm chí còn giàu có hơn, tốt đẹp hơn các thứ ấy, mình thấy có năng lượng đấy cho nên là ban đầu um, có xu hướng là họ sẽ cố gắng theo kiểu vượt núi băng rừng ấy, vượt dòng, vượt thác ấy để về với cô gái kia, nhưng mà sau đấy giống như cách yêu của cô gái ấy, mang năng lượng của bèo khắp ấy khiến cho họ nhầm tưởng, thậm chí được ngộ nhận về bản thân mình và có xu hướng là họ nhạt dần, họ phai dần, đang từ nay quan có nghĩa là giống như là họ nhớ nhung họ thu xếp mau chóng mọi thứ để trở về ấy. Ừ, họ nôn nóng họ sốt ruột thì họ trở về bên cô gái kia thì họ giảm dần giảm dần đó và năng lượng của giờ săn là thậm chí trong cái khoảng thời gian đấy mình còn thấy cái năng lượng là giống như là họ ăn vận cho thật đẹp mã này rồi họ thể hiện mình là một người giàu có giàu sang này ừ, bởi vì chính cô gái kia cho họ cái niềm tin ừ, cho họ một cái suy nghĩ rằng họ rất là tuyệt vời và với cái sự tuyệt vời đấy thì họ có thể sẽ gặp được nhiều cô gái tốt hơn Một vài trường hợp thì cái cô gái này Cái cô gái mà, mà Ở trong trải bài là bây giờ khắp ấy thì trong cái khoảng thời gian mà cái người này họ cứ mang năng lượng của sao kiếm là kiểu băn khoăn nhập nhằng ấy không biết là mình có nên uh, tiếp tục mối quan hệ hay không hay nên trở về hay không thì cô gái này cô ấy vụt sáng trở thành trang trở thành thời gian có nghĩa là từ bay hợp khắp mà nhờ cái sự um, kiểu nghĩa là bỏ một kiểu né tránh ấy mập mờ thì khiến cho cô ấy tập trung vào bản thân cô ấy cô ấy trở thành trang vẽ hình của một cô gái trưởng thành dũng cảm đấy đã nói trang là phải nói sự dũng cảm nói kiên nhẫn nói tình yêu thương có thể dùng một từ để nói về trang nó chính là sự trưởng thành này đấy sự mạnh mẽ này kiên định này vững vàng này đấy cô giống như một nữ chiến binh và giờ săn thì cô ấy tỏa sáng và thành công thì trong trường hợp này khiến cho họ cảm thấy mặc cảm họ cảm thấy mình không còn xứng đáng với cô ấy nữa và họ cứ lùi dần lùi dần vậy thì với câu hỏi đó là um, cái người mà cố tình tổn thương bạn bây giờ ra sao thì mình thấy là toàn bộ tâm tư của họ ấy, họ đang nghĩ về cái chuyện đó và tất cả những cái điều mình vừa phân tích thể hiện cái suy nghĩ của họ và các bạn phải nhớ một điều là tarot là năng lượng và năng lượng thì chỉ có trách được tâm tư tình cảm suy nghĩ từ đấy chúng ta biết là họ đang như thế nào thôi chứ còn tarot không thể nói được là họ đang làm gì đúng không nói về hành động rồi là về um, vật chất Ý, mà chỉ là về tư tưởng thôi. Thì qua cái tư tưởng, cái suy nghĩ của họ thì các bạn có thể đoán được là họ đang như thế nào nhá. Nếu mà mà hỏi huyền thư là qua giải bài này thấy họ như thế nào thì mình thấy trong lòng của họ có cái gì đấy khổ tâm. Mặc dù ở đây không có lá bài chín kiếm nào. Nhưng mà mình cứ thấy có cái gì đó khổ tâm. Mình đọc quán đây tự nhiên lên sai tim của mình. Nó đau, nó nặng nặng, nó nặng nề. Cảm giác như là mình vừa 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 gây ra một cái lỗi gì đó mà rất là khó để có thể sửa sai. Trong lòng vừa thấy buồn, vừa thấy cô đơn, vừa cảm thấy... Nếu mà gọi là khổ tâm thì nó cũng, nó cũng không 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 hẳn là khổ tâm. Nhưng có cái gì đấy, cảm thấy ngại. Ừ, đấy, ngại, khổ tâm có một chút nhưng cảm thấy ngại. Và không biết phải xử lý như thế nào nhá. Thì đó là trả bài đầu tiên. Đề bài số 2 chúng ta đi tìm hiểu xem là lý do vì sao họ lại tổn thương các bạn. Bởi vì đây là đề bài chung nên mình chỉ dùng một từ là tổn thương thôi còn mình sẽ không thể nói sâu vào họ tổn thương các bạn như thế nào bởi vì đại bài chung nhá. Thì mình chỉ nói là vì sao họ tổn thương bạn thôi. Mình thấy như thế này, có thể cái người này họ đến với bạn trong trường hợp là họ vừa chia tay với người yêu và cái người yêu đấy Um, theo kiểu giống như là bỏ họ ấy. Um, giống là là làm một cách nào đấy để khiến cho họ cảm thấy mình bị tổn thương mình bị bỏ rơi và họ đang đau khổ thì họ đến với bạn đấy đây là một trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai là bạn cũng có một người yêu và trong suy nghĩ của họ thì bạn vẫn còn nghĩ còn hay nói về còn giống như cái câu chuyện tình cảm của hai người nó vẫn còn trong tâm của bạn có nghĩa là bởi vì tài bài chung cho nên có hai trường hợp như thế đó có nghĩa là một là họ họ vừa chia tay người yêu và họ, trong lòng của họ ấy họ ôm một nỗi buồn một nỗi đau một nỗi hận về cái người yêu kia phản bội họ hoặc là tìm cách để đánh họ, bỏ rơi họ Và có thể là đã có người khác rồi Và có thể là bạn cũng như thế Thì trả bài chung mỗi người một câu chuyện Các bạn chọn lọc cái chi tiết phù hợp với câu chuyện của mình và đúng cái thời điểm đó thì họ gặp bạn Đó, năng lượng của The Tower là giống như là Lúc đấy ấy, mình có cảm giác như họ Trong lòng của họ trông tranh, họ đau khổ Họ cảm giác như là mọi thứ nó trống hoác ấy, Nó mênh mông Thì bạn xuất hiện, bạn đã vực lại bản thân họ Bạn đã cho họ niềm tin Mình thấy những cô gái ở đây là những cô gái Giống như những bậc thầy tâm lý tuyệt vời Có nghĩa là dùng cách nói, dùng cách vỗ về an ủi như thế nào đấy Để khiến cho họ từ bây học hấp trở thành The Emperor Có nghĩa là tự nhiên họ cảm thấy Họ là một người đàn ông đích thực Họ rất là tuyệt vời Và giống như là họ tự tin trở lại Và họ còn nghĩ rằng là cái cô gái kia chẳng qua không nhận thấy được cái vẻ đẹp của họ mà thôi Và họ dần dần họ tự tin lên Năng lượng của chất tỷ đây mình thấy là ở đây có năng lượng của nhân quả nhá Thì có thể các bạn có một cái nhân quả nào đấy mà các bạn biết nhân quả đây có hai trường hợp Một là ác giả ác báo Theo kiểu nói như thế con sẽ hiểu Ví dụ như là ở một kiếp nào đấy bạn mang ơn họ À quên, bạn kiểu như là bạn gây đau khổ cho họ ấy đấy xong rồi tiếp sống này thì hai người gặp nhau thì cái phương tiện nó chính là là kiểu như là yêu ấy Xong rồi sau đấy họ cư xử họ làm tổn thương bạn để nó cân bằng cái nghiệp quả đấy Hai đó là bạn mang ơn họ Có nghĩa là ở trong một kiếp sống nào đấy họ đã giúp đỡ bạn Và kiếp sống này đấy họ Bạn quay trở lại đúng vào cái thời điểm họ đau khổ nhất ấy Để bạn an ủi họ, bạn trở thành cái điểm tựa vững vàng cho họ Bạn giúp họ cân bằng cuộc sống, cân bằng tư tưởng Đấy và năng lượng của The Devil là bên trong họ có những cái nỗi niềm ấy The Devil nó đại biểu cho bóng tối, cho nỗi hận Khi mình nhìn vào The Devil mình thấy người này ấy, nhìn bên ngoài thì điểm đạm Nhưng mà bên trong là một con quỷ mà cái con quỷ nó đến từ sự tổn thương có thể là họ có rất nhiều tổn thương ví dụ như là họ bị bỏ rơi này đấy họ bị phản bội này và những cái cái năng lượng đấy nó cứ tích dần tích dần và bên trong họ có một bóng tối nhưng họ không nhận ra đấy nhìn bên ngoài thì riêng nam là như thế đấy các bạn nam hầu như là họ không không có thời gian để họ làm việc với bản thân mình mà thường thường họ duyết thời gian bằng cái việc công việc này rồi nhậu nhẹt các thứ bạn bè la cà có những người tân tiến hơn theo kiểu tích cực hơn thì đi phượt này đấy rồi là đi chơi này đó cho nên là họ quên họ quên cái con quỷ giữ đó ở trong lòng cho nên là như họ không hiểu được rằng bên trong mình có một con quỷ đấy luôn ôm một mối hận luôn ôm một nỗi đau và bạn đến để giúp họ cân bằng trở lại mình thấy ý năng lượng của Lumination Nghĩa là khi bạn đến thì một mặt là bạn giúp họ trở thành The Emperor Nghĩa là họ nhận ra rằng mình rất là tuyệt vời Giống như họ nhận thấy sức mạnh của mình ấy Nhưng đồng thời họ cũng chạm đến bóng tối của họ luôn Có nghĩa là chưa có thời gian nào mà họ, họ từ khi gặp bạn ấy Họ không hiểu được vì sao trong họ bóng tối bắt đầu xuất hiện Các bạn biết vì sao không? Bởi vì đây là mối quan hệ bài học Mình thấy những người nữ ở đây bạn chạm đến ai Thì người đấy họ đều chạm đến bóng tối của họ Cho nên là bạn thử kiểm tra lại xem là có đúng là Bạn yêu người nào thì cũng thời gian đầu là họ rất họ rất tự hào về bạn bởi vì bạn có những tố chất của một người phụ nữ tuyệt vời nhưng cứ được một thời gian thì họ co giò họ chạy mất là bởi vì sao bởi vì bạn có khả năng giúp họ Ừ, nhìn thấy vấn đề bóng tối bên trong họ Các bạn cứ tưởng tượng là nếu như mà không phải là bạn ấy Thì họ cứ mang con quỷ đó ở bên trong thôi Và nó tàn phá họ Đấy, nó, nó, nó ẩn ở trong và đôi khi họ cũng không hiểu được lý do vì sao Mà cái sự tàn phá âm thầm ấy Bạn cứ tưởng tượng thế này này Nếu ở trong nhà có một cái ổ chuột nhá Thì mà không nhìn thấy, nó cứ thấy người nó trốn mất ấy Thì nó tàn phá dần dần, đúng không ạ Ừ hôm nay nó cắn cái này, ngày mai nó cắn cái kia Nhưng mà giống như bạn bước vào nhà của họ Thì bạn chỉ cho họ thấy được một ổ chuột Vậy thì cái cái phản ứng đầu tiên là chúng ta cảm thấy rất là sợ hãi đúng không đấy vội vàng chạy trốn rồi là uh, tìm đủ mọi cách để tiêu diệt cái ổ chuột đấy thì trong cái khoảnh khắc mà nhìn thấy cái cái con con cái cái ổ chuột đấy thì uh, thường thường phản ứng của chúng ta là chạy đúng không? Người nào cũng thế thôi, nếu mà người nam họ không sợ thì họ gớm họ ghê và họ tìm mọi cách để họ tiêu diệt cái ổ chuột đấy thì bạn bằng cách nào đấy bạn cứ xuất hiện trong cuộc đời của những người đàn ông có bóng tối là bằng cách nào đấy bạn cho họ thấy cái điều đó và họ sợ họ chạy mất đúng không họ nghĩ là tại sao mình trước đây mình thấy yên ổn mà nhưng mà tại sao khi mình gặp cô này mình lại cứ cảm thấy sợ hãi mình lại có nhiều những cái vấn đề từ bên trong và họ hoang mang họ không biết đó là cái gì nhưng họ không hiểu được nhiệm vụ của những người nữ ở đây đó chính là bạn chạm đến ai thì người đấy chạm đến bóng tối của mình và bóng tối đó chính là cái phần xấu bên trong họ ví dụ trước đây họ không tính toán với ai cả nhưng khi gặp bạn tự nhiên họ tính toán là bởi vì sao toàn bộ những cái tổn thương bên trong họ trỗi dậy giống như họ đã từng bị lừa bị phản bội họ giúp đỡ người ta xong bị người ta phản lại xong bắt đầu họ mang cái điều đấy họ áp lên lên người bạn bắt đầu họ nghi ngờ bạn họ không muốn tốt với bạn bởi vì họ sợ rằng rồi một lúc nào đấy bạn cũng giống như người kia thế bạn bạn hiểu được vấn đề không làm người tốt không dễ đâu các bạn chúng ta phải chịu thiệt thòi và hy sinh đấy giống như là các bạn cứ tưởng tượng như là mình là một bác sĩ chẳng hạn bạn đi bạn giúp bạn chữa bệnh cho bệnh nhân đúng không mà cái lúc bệnh nhân họ đang vùng vẫy họ đau đớn đấy thì cái người nào mà ở cạnh đang ôm họ chẳng hạn hoặc là bác sĩ thì bị họ chửi đầu tiên đấy vậy thì các bạn cũng như thế những người nữ ở đây là như thế có cả những người nam nữa nhưng mà các bạn nghe đến đây có đúng là mình hay không thì các bạn comment ở phía dưới cho cho hiền thư biết nhá đó mình thấy như vậy và cái năng lượng của The Devil á bạn khiến cho họ trở thành con bạn họ trồi lên cái con quỷ đấy và bắt đầu họ tính toán với bạn năng lượng của Meditation đấy là bắt đầu họ soi xét Ừ, họ soi xét bắt đầu họ tính toán ừ, họ nhìn họ nhìn bạn ấy năng lượng của tam xu thì mình thấy có thể là bạn khá là giàu có cái giàu có ở đây thì mình không biết là bao nhiêu tiền nó cũng giống như khuyên làm pentacle trong cái cái đảm bài đầu tiên ấy nhưng mà giống như bạn làm ra tiền rồi bạn nào, sắp xếp cuộc sống rất là ổn định cân bằng mọi thứ tuyệt vời lắm cho nên ở đây sẽ có những cô gái bị lợi dụng ví dụ như họ hỏi vay mượn này rồi là họ giống như họ tính toán với bạn ấy ừ đấy, ví dụ như là họ làm thế nào đấy để bạn phải giúp đỡ họ này đấy bạn phải chăm sóc họ này còn họ thì có một ý nghĩ rằng là em giàu có như thế em nhiều tiền như thế em mới tính toán với tôi à đúng rồi, em còn thiếu cái gì nữa mà em cứ đòi hỏi tôi theo kiểu như thế và năng lượng một ở một phần một phần của những người mà có cái cái gọi là cái tư cách tiến bộ hơn ấy như là cái cái xin lỗi mình không dùng cái từ tư cách nó hơi quá nhưng mà giống như họ tốt hơn ấy thì năng lượng Marathon là bắt đầu họ họ nghĩ là bạn là tám xu có thể là cuộc sống của bạn ổn định ấy, mọi thứ tốt đẹp đó và họ cảm thấy rằng trong bên trong họ có sẵn bóng tối mà thì có thể trước đây họ đã từng bị chê bai rằng là bất tài vô dụng này không làm ra tiền này rồi giả dụ những người đàn ông theo đuổi bạn hoặc là tốt với bạn ấy lại là những người giàu có này ở thành đạt này thì bắt đầu họ bắt đầu mặc cảm và họ có xu hướng là họ xa dần dần họ xa dần họ họ đề phòng bạn thậm chí họ cố tình họ thể hiện một vài cái cái điểm nào đấy để cuối cùng hai người cứ xa nhau dần dần nhá đấy và mặc dù mình ở đây thì mình không thấy họ có những hành động gì quá đáng với bạn trừ một vài trường hợp là hỏi vay tiền đó hỏi vay tiền hoặc là nhờ sự giúp đỡ gì đó về mặt vật chất còn rất là ít còn phần lớn là mình thấy họ tìm cách họ xa dần mà cái lý do họ xa dần đấy là họ cảm thấy họ mặc cảm họ mà trong 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 họ ở đây mình thấy có cái cả sự ghen có sự ghen tuông thì bạn thử kiểm tra xem là một là bạn có người yêu cũ hai là bạn có một vài người theo đuổi tốt với bạn mà kiểu những người đấy họ thành đạt ấy rồi đấy họ giúp đỡ bạn để cho bạn kiểu tám xu ví dụ như là trong công việc này hoặc là trong một vài yếu tố nào đấy để giúp cuộc sống của bạn tốt hơn đấy thì bắt đầu họ có sự ghen họ bắt đầu họ lùi dần lùi dần nếu trước đây họ là emperor họ quyết tâm họ đến với bạn thì bắt đầu họ cứ lùi dần họ cứ mặc kệ bạn đó và vô tình họ làm tổn thương bạn nhá thì thực ra ở đây cái, cái gọi là cái ý thức làm tổn thương bạn mình nghĩ là họ không có đâu nhưng mà cái cách mà kiểu cách cư xử của họ đấy vô tình làm tổn thương bạn nhá rồi câu hỏi thứ ba là đến bây giờ họ đã có được hạnh phúc chưa nghĩa là sau khi mà làm tổn thương bạn xong ấy thì họ đã có được hạnh phúc mới chưa và đương nhiên nó dành cho những người mà đã chia tay rồi ngắt kết nối hoàn toàn Không có nói chuyện gì cả nhá Đấy Thì năng lượng Bay of Pentacle Bay hợp thấp. Năng lượng của Seven of xua Mình có cảm giác như là Người này có thể là Họ cũng chẳng thiếu người yêu đâu Mình nghĩ như thế Có thể là Họ bởi vì năng lượng của Bay of Cup này bên Pentacle thì mình có cảm giác đây là chuyện tình cảm của hai người Nghĩa là lúc mà hai người đang có tình cảm với nhau thì rất là vô tư trong trẻo ấy Cái chuyện tình nó đẹp giống như những đứa trẻ vậy Giống như kiểu chuyện tình ngây thơ thuần khiết ấy Hoặc là họ nghĩ như thế có ngây thơ thuần khiết hay không thì mình không biết Nhưng mà trong suy nghĩ của họ là họ nghĩ như thế Cho phần đầu xua là mỗi khi họ tiến về phía trước Thậm chí mình nghĩ là họ có đối tượng khác nhá Họ có những đối tượng khác rồi Ví dụ như là trong khi họ tìm hiểu bạn ấy Họ thích bạn thì họ vẫn có một vài cái đối tượng dự bị nhưng mà cứ mỗi khi mà mà họ đến với đối tượng đấy thì họ lại quay lại họ nhìn về phía bạn có nghĩa là nó có một cái gì đó theo kiểu như là họ ở bên bạn ấy, họ tiếp tục mối quan hệ với bạn thì họ cảm thấy kiểu như họ cứ xa dần xa dần vì những lý do mình phân tích ở tụ bài số 2 và tài bài số 2. Nhưng mà đến với người khác thì họ lại cảm thấy luyến tiếc, lại cảm thấy không nỡ không đành Thậm chí ở đây mình thấy họ có một người yêu cũ mà họ vẫn chưa quên được người yêu cũ đấy Đấy có nghĩa là trong cái mối quan hệ với bạn có một người xuất hiện Và người đấy làm cho họ, tình cảm của họ đối với bạn nó cứ có cái gì đấy Theo kiểu như là nửa nạc nửa mỡ Họ ví dụ như là 100% tình cảm thì họ dành cho nửa bên kia 50, cho bạn 50 Và nếu bạn là người tinh ý, là người theo kiểu tinh tế, nhạy cảm ấy Là bạn nhận ra ngay Đó, bởi vì là năng lượng của chất mân là mình nghĩ là cái người kia cả, cái người mà trong câu chuyện của họ ấy, hai người đã từng có những khoảng thời gian theo kiểu thậm chí là nghĩ đến đám cưới rồi nghĩ đến gia đình rồi đấy nhưng mà cuối cùng họ cãi nhau họ cãi nhau rồi là um, chia tay thậm chí bây giờ cái cô gái đấy có thể là đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi năng lượng của anh là quan là sự bắt đầu năng lượng của chúng ta thì nó liên quan đến đám cưới này liên quan đến hạnh phúc này liên quan đến một cuộc sống mới mẻ này khi gặp Pentacle thì đại biểu cho cuộc sống ổn định bền lâu thậm chí là lấy chồng và có một người chồng khá là giàu có ấy. thì mình với cái câu hỏi là người này họ có người khác họ có hạnh phúc mới chưa ấy thì mình nghĩ là chưa. Nghĩa là nếu mà bảo họ có một người cụ thể thì mình không thấy nhưng trong tâm của họ luôn luôn có một người và cái người đấy giống như là nó giống như giờ đây này ừ, chưa hẳn là họ yêu cái câu đấy nhưng bởi vì các bạn phải hiểu rằng bên trong người ta có bóng tối ấy. các bạn biết không những người thù dai ấy, những người luôn luôn thù dai là những người họ chịu rất nhiều đau khổ và họ không biết giải phóng cái đau khổ đấy và họ đã trở thành cái mối thù và cái mối thù thì họ không bao giờ muốn cái người mà làm cho họ tổn thương nên có hạnh phúc đấy có nghĩa là họ nhìn bên ngoài tưởng là họ yêu cô đấy nhưng thực ra không phải là yêu mà bởi vì họ ôm mối hận giống như họ không cam chịu ấy họ không đánh lòng và họ luôn luôn quan sát cô đấy rồi là tìm mọi cách để thể hiện tình cảm với cô ấy. Thậm chí ở đây mình còn còn đọc được cả năng lượng có những người cố tình ấy làm thế nào để cho cái cô gái kia kiểu như oh, oh, hôm thêm kiểu như là có lại tình cảm và từ bỏ cái người mới để quay trở về với mình. Mình thấy có năng lượng đó là bởi vì sao họ không đành lòng họ không đành lòng bởi vì họ cho rằng là họ đã tốt với cô kia rồi hai người đã có chuyện tình cảm rất là đẹp á bây giờ mà mất cô ấy đi á, hoặc là cô ấy có người mới rồi họ không đành cho nên mình thấy rằng cái người này họ đến với bạn không hẳn là tình yêu thật sự đâu mà lúc họ đến với bạn là họ chưa quên được cái người cũ và trong cái mối trong chuyện tình cảm của hai người nó luôn xen vào người thứ ba và người thứ ba chính là cái người cũ này các bạn hiểu vấn đề không ạ thì ở đây thì mình không biết là ai có năng lượng này nếu mà có thì các bạn comment ở phía dưới dưới cho mình biết nhá. ừ, Rồi ở đây mình xem lại xem có còn năng lượng nào nữa hay không. Ở đây thì có một phần nhỏ đó là bản thân họ họ nghĩ là là bạn ấy ngược lại họ nghĩ là bạn đang nhớ một người đàn ông. Đấy có nghĩa là bạn về phía bạn ấy bạn cũng có một người cũ và họ luôn nghi ngờ rằng là là một lúc nào đấy mọi thứ qua đi nghĩa là hai người hết giận nhau ấy thì bạn lại quay trở về với cái người cũ đấy. Có nghĩa là nó hai trường hợp nhưng mà cái phần mà họ có người cũ ấy nó lên 80% và 20% là là bạn có người cũ nhá. Đấy họ có người cũ 80% và bạn có người cũ 20%, mình thấy như vậy. Cho nên nếu mà hỏi cái câu là họ đã có hạnh phúc mới chưa thì mình nghĩ là chưa, họ chưa thể có hạnh phúc cho đến khi nào mà họ buông bỏ được những cái hận thù đó. Người này họ họ chất chứa trong tâm họ nhiều hận thù lắm, năng lượng của the devil. Ừ, giống như là có cái gì đấy mình cảm thấy họ không đành nhìn bên ngoài thì tưởng là đề đạm hiền lành nhưng bên trong thì có rất nhiều tâm tư ừ, chất chứa nhiều suy tính thậm chí con người này có một cái tâm cơ ấy mà giống như là các bạn có tưởng tượng là nếu họ là người thông minh ấy bởi vì ở đây có năng lượng của the của chất tịt đều là những người cực kỳ thông minh nếu họ là người thông minh thì xã hội được nhờ còn nếu họ mà không tốt thì Họ làm việc xấu thì cũng rất là nguy hiểm Mình thấy cái người này là như vậy Cho nên tốt nhất các bạn nào không dính mắc về tình cảm nhiều ấy thì tốt nhất là nên tránh xa bởi vì với năng lượng của bây giờ khắp với khuyên là pentacle thì các bạn đều là những người mà rất là đơn giản đúng không sống con người thuần thiện thuần khiết bên cạnh một người như thế này thì một là chỉ làm cho các bạn đau khổ thôi và thứ hai các bạn không đủ cơ thực ra không phải là không đủ cơ nhưng mà sống với một người mà lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ cái chuyện đối phó với họ và suy xem là hôm nay họ đang làm gì họ đang đang ôm cái cái gọi là cái, cái tâm địa gì ấy và họ đang như thế nào thì nó mệt lắm các bạn bởi ừ, ở bên cạnh một người như thế bạn sẽ không có thời gian để mà hạnh phúc đâu, để mà hưởng thụ cuộc sống đâu. cho nên nếu mà đã chia tay rồi thì thôi. coi như tài bài này nghe để hiểu và hãy buông tay một cách vui vẻ, tập trung vào bản thân mình. À, mình à, ai mà theo dõi facebook cá nhân của mình ấy nhớ là facebook huyền thư nhé, không phải là huyền thư tarot đâu. mình tập trung về một facebook rồi các bạn đọc những cái bài mình đăng đấy để chia sẻ về cái cách là chúng ta lấy lại hạnh phúc như thế nào, tìm thấy hạnh phúc tự thân như thế nào. ta phải hạnh phúc đã thì ta mới có thể gặp được hạnh phúc nhá rồi trả à, bài cuối cùng đó chính là cái người này họ có muốn nói với bạn điều gì không đấy năng lượng của chín gậy 10 ly và 7 mười gốc và 7 gậy mình không hiểu sao mình có cảm giác như là tại thời điểm này họ cũng chẳng có thời gian để họ nghĩ về bạn đâu Không hiểu sao mình nhìn vào cái đoạn bài này mình thấy cái người này họ đang ôm một cái mối hận với một cô người cũ Thì cái cô người cũ đấy có thể là cô ấy lấy chồng Ở đây nếu là nam thì là cô người mộ người cũ nhá Còn nếu là nữ thì anh người yêu cũ Có nghĩa là có một người nào đấy có 10 cốc nghĩa là lấy chồng kết hôn và bây giờ họ nghĩ đến cái chuyện là họ đã từng giúp đỡ cô đấy rất nhiều có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là nuôi nấng giống như nuôi một cái cái cây ấy xong ăn khi mà cô ấy lớn thì cô ấy lấy chồng và họ cảm thấy họ họ không họ, họ, họ ôm cái mối hận đấy họ không chịu được năng lượng của mình vậy là giống như họ giống như người cố cố để chiến đấu với lại cái bóng tối ở bên trong mình để thể hiện ra rằng mình chính là một người tuyệt vời á giống như các bạn cứ tưởng tượng là người yêu cũ lấy chồng xong rồi cứ phải cố phải gồng mình lên để thể hiện rằng là tôi rất là ổn ừ, tôi là một người quân tử tôi mừng cho cô ấy các thứ nghĩa là đóng vai một ngụy quân tử ấy mình thấy như vậy trong lòng của họ thực ra thì nếu mà bảo họ họ nghĩ đến cô này thì cũng không hẳn họ nghĩ cả đến bạn nữa thì cái năng lượng của tám gậy với lại sáu gậy không hiểu vì sao mình cứ mình cứ thấy có hình ảnh của đám cưới ở đây đó năng lượng của mười ly là đám cưới này năng lượng của tám gậy với lại sáu cốc có thể nó là tân hôn nó là một đêm tân hôn đấy sao tám gậy cho các bạn bạn biết rồi đó là hình ảnh của sự nhạy cảm đại biểu cho cái việc là ân ái ấy, giao hoan năng lượng của sáu cốc giống như cô dâu đang chờ chú rể của mình ấy và họ nghĩ đến cái điều đấy họ cảm thấy rất là ganh tức đó năng lượng star hai cốc tất cả nó đều đều những lá bài này nó đều biểu hiện trong một cái cuộc kiểu như là giao hoan ấy cuộc ân ái diễn ra và năng lượng của hai là họ ôm họ giống như một cái người nhìn bên ngoài thì đạo mạo tử tế ấy, nhưng bên trong thì lúc nào cũng để ý đến cái điều đấy và ôm một cái nỗi tức giận còn nếu mà đặt cái câu hỏi là họ có gì muốn nói với bạn không thì mình thấy đến 70-80% là họ chẳng có thời gian để nghĩ đến bạn mà họ đang nghĩ đến cái công thức kia còn có một ít thôi là họ nói với bạn rằng là giống như là họ chờ giống như bây giờ mọi thứ của họ ấy, nó đang rất là ít 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 ỏi mong manh năng lượng của chín gậy giống như cái cây đang còn quá nhỏ ấy để đợi đến 10 gậy thì phải cố gắng phải chờ họ một thời gian nữa khi nào mà họ xong xuôi rồi ấy thì họ sẽ trở về bên bạn năng lượng của khi ngập xuôi là giống như là những lúc như thế ấy, họ theo kiểu như là họ nghĩ đến cái sự chờ đợi của bạn ấy thì họ cho họ động lực nhưng mà mình có cảm giác có sự ghen tuông ở đây nên trong vòng trong hai mươi đấy có sự ghen tuông ở đây có nghĩa là họ cho rằng trong cái lúc họ đang cố gắng hết sức để họ tạo mười ly cho bạn đó làm thế nào để mà chiến thắng vượt qua những khó khăn để hai người trở về bên nhau tám gậy là giống như ở xa và trở về bên nhau ấy bạn đang chờ ở nhà thì họ ghen tức bởi vì họ có cảm giác như là bạn lúc nào cũng hướng tới một cái mối quan hệ khác đang được của hai cốc là mối quan hệ với người cũ hoặc là một cái đối tượng mà bạn cho rằng đấy mới chính là chân ái của bạn Đấy. và bạn đang chờ cái người đấy thì cái người đấy có thể là người cũ có thể là một cái người trong 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 tương lai của bạn bởi vì bạn cho rằng đó mới là người xứng đáng thì cái này nó khoảng 20 phần trăm hai ba phần trăm thôi và họ ghen tức với các bạn và đương nhiên là khi họ ghen tức thì trả lời nào họ nói ra cho nên nếu mà hỏi là họ có điều gì muốn nói với bạn không thì mình không thấy họ không nói gì cả nhưng ta cho các bạn thấy suy nghĩ của họ Thực ra trường hợp nào thì mình cũng thấy người này trong lòng của họ đầy những sân si, những thù hận, mình cảm vào cái đài bài mình cứ thấy điều đấy thôi Nó giống như là trong đầu của họ Chỉ chứa đầy đau khổ Cái đau khổ đó là kiểu tức giận ấy không, không cam chịu, không đành lòng Vậy thì dù không cam chịu, không đành lòng Nó cũng liên quan đến một đối tượng Thì các bạn thử xem mình ở trường hợp nào Một đối tượng là người yêu cũ Giống như họ trao rằng là họ đã từng giúp đỡ Chăm sóc cô đấy rất nhiều nhưng bây giờ cô lấy chồng khác rồi Hay là bạn Theo kiểu như là mà họ yêu thương bạn như thế nhưng lúc nào bạn cũng nghĩ về người yêu tương lai bạn nghĩ về chân ái hoặc là một người cũ nào đấy cho nên làm cái trả bài này thì mình không biết có nhiều người mang năng lượng này không đó thì nếu ai có thì các bạn comment ở phía dưới cho mình biết nhé và nếu như bạn muốn làm trả bài gì về người này các bạn chú ý nhé thì các bạn comment ở dưới chứ còn nếu mà cứ nói chung chung mình thấy có một số bạn có hai tụ bài ấy nó mang hai dòng năng lượng khác nhau nhưng các bạn chả nói là mình chọn tụ bài nào bởi vì nó phải thuộc về dòng năng lượng còn nếu mà khi mà mình làm chung chung thì nó sẽ lên chung chung thôi đó thì mình phải biết nó thuộc cái dòng năng lượng nào thì mình mới liên kết để để trải bài được trả bài chung là nó như thế đấy các bạn cho nên là nếu như bạn thuộc tụ bài nào và bạn muốn làm trả bài gì về cái dòng năng lượng này thì các bạn comment ở phía dưới cho mình biết nhé nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng số alo mình đặt ở phần comment các bạn giúp hiền thư phát triển kênh bằng cách đăng ký, ký kênh nhé ừ, và tạo tương tác với mình ở dưới phần comment cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn.